nay thì mình sẽ chia sẻ đối với những ai đang quan tâm tìm mua một cái chiếc máy đo huyết áp. Thì bản thân mình thì nhà cũng có những người lớn tuổi trong nhà như là ba mẹ của mình thì cũng hay gặp những cái vấn đề về huyết áp. Thì các bạn biết là huyết áp thì nó ảnh hưởng trực tiếp tới cái vấn đề tim mạch nè, rồi hệ tuần hoàn của chúng ta, và đôi khi là cả đột quỵ nữa nếu mà chúng ta không theo dõi thường xuyên. Thì mình cũng tìm hiểu nhiều lắm. Thì với dòng sản phẩm Kachi ngày hôm nay mình cũng đã mua về và cũng đã trải nghiệm. Đầu tiên thì cái thiết kế toàn bộ sản phẩm sẽ là nhựa ha, và cái màn hình LED thì cũng dễ là quan sát như thế này, có một vài những cái nút điều khiển như vậy thôi. Các bạn biết là việc mà đo huyết áp á, chính xác hay không là chúng ta phải ngồi đúng cái tư thế thoải mái nhất. Giả sử như cái chỗ mà các bạn ngồi á, nó không có gần cái ổ điện, không lẽ bây giờ bạn vừa cắm điện mà bạn vừa phải ngồi xuống đo huyết áp thì vô tình là cái tay nó cũng co lại, rồi tim của mình cũng gần cái bắp tay, thì lúc đó cái kết quả đo thì nó cũng đôi phần là sẽ không có chính xác cho lắm, nó không có phản ánh được kịp thời cái tình trạng sức khỏe của bạn trong ngày hôm đó ha. Rồi kết nối cái ống dẫn khí, và các bạn nhớ là gắn chặt giúp mình nha, ở đây một cái lỗ nè, rồi mình sẽ kết nối với cái ống dẫn khí chặt vào bên trong đó, cắm sát vô điểm đo mới chính xác các bạn ha. Rồi đây là cái vòng bit nè, cái này thì chắc là các bạn cũng thấy hay ở những cái bệnh viện hoặc là những cái cơ sở y tế đúng không nè. Có một vài những cái lưu ý nhỏ thôi, là các bạn khi mà đo đó là mình nên đưa cái ống dẫn khí này nè, nó hướng ra ngoài ha, và ngay cái phần lòng cánh tay của chúng ta để lên phía trên một chút xíu, rồi nịch lại, nhớ là đeo hơi chặt chặt và luồn được hai cái ngón tay của mình vào bên trong, và cái dây này là sẽ hướng vào cái phần lòng bàn tay của mình, lòng cánh tay của mình. Rồi đầu còn lại là cái ống dây này thì mình sẽ cắm trực tiếp vào một cái lỗ của cái máy đo, cắm sát sát nha, để hơi nó bơm chính xác hơn. Rồi bây giờ để im và khởi động máy, và chỉ với một nút nhấn mà thôi các bạn ha. Chú ý bên lòng giữ im lặng và thả lòng cơ thể, đặt vòng bít ngang với tim. Đó, và lúc này thì các bạn thấy là cái vòng bít nè, nó bắt đầu nó siết chặt lại. Đó, còn khoảng ba vài giây nữa thì chúng ta sẽ kết thúc cái chu trình đo, và đặc biệt á là khi kết thúc rồi sẽ có kết quả. Huyết áp của bạn là huyết áp tâm du 130/5 mm/Hg, huyết áp tâm trương 88 mm/Hg, nhịp tim của bạn 76/1/phút. Kết quả đo là bình thường. Cảm ơn, chúc bạn luôn khỏe mạnh. Thấy chưa? Cho chúng ta biết là mình đang ở cái trạng thái là bình thường hay là huyết áp cao, huyết áp thấp luôn, rất là tiện lợi. Vì vậy mà mình nghĩ là một cái món quà tặng dành cho những người lớn tuổi á, những người mà mắt kém á, nhìn không có rõ đó, hoặc là những người mà rành công nghệ thì cũng rất là tiện lợi luôn. Hoặc là gia đình của chúng ta ở vùng quê mà mình xa những cái trung tâm y tế, đi tới những trung tâm y tế đôi khi là phải bắt xe, phải hẹn giờ, rồi rất là nhiều những công việc phát sinh đó, thì mình nghĩ là rất là cần thiết dành cho ba mẹ và ông bà của mình luôn. Một cái máy này thì dành cho hai người sử dụng cũng được, bởi vì sẽ lưu được 99 kết quả, nên là cái thời gian theo dõi cũng sẽ rất là dài ha. Nên là khuyên các bạn có cái máy này, một ngày đo 4-5 lần, trong nhiều lần trong ngày cho mình, để mình biết được kết quả như thế nào, để mình kịp thời mình theo dõi sức khỏe, để mình có thể là bảo vệ tốt hơn về tình trạng sức khỏe cho ba mẹ ông bà hoặc là những người lớn tuổi mà mắc kém trong nhà của mình các bạn ha. Nhịp tim của bạn 72 nhịp trên phút. Kết quả đo là